theo quý mùa giá rẻ như đùa. 8 tháng 8 giá tà xều xều sốc. Găng tay chống nắng, túi đựng giày, dây nhảy thể lực giá chỉ 1k. Quần đùi nam mặc nhà đi biển chỉ 29k. Quần short nam chỉ 39k. Bộ thể thao nam chỉ 69k. Áo nắng nam 99k. Truy cập shop Zata trên ứng dụng Shopee và Lazada. Thêm sản phẩm bạn ưng ý vào giỏ hàng ngay hôm nay và áp mã khuyến mại vào ngày 8 tháng 8. Link shop Zata ở phần mô tả và top comment của video này. Xin chào, rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn trong bạn hỏi VFX trả lời. Trong số lần này, VFX sẽ dành toàn bộ thời lượng của video để trả lời một câu hỏi có rất nhiều ý nghĩa trong đời sống hàng ngày. Ngay bây giờ, get go! Bạn Hổ đấu với Sư Tử Channel, một fan khá là cứng của VFX, muốn biết rằng liệu ăn mì chính có ảnh hưởng gì đến trí nhớ hay không? Vì bạn thấy đang có một sự tranh cãi xoay quanh chủ đề này. Một phe cho rằng ăn nhiều bột ngọt thì sẽ bị giảm trí nhớ. Phe còn lại, trong đó bao gồm cả bạn, cho rằng ăn cả bịch bột ngọt mỗi ngày cũng chả ảnh hưởng gì. Trước khi đi sâu vào câu hỏi của bạn Hổ đấu với Sư Tử ấy, thì VFX muốn chắc chắn rằng bạn và tớ, chúng ta biết mì chính là cái gì? Mì chính, một số nơi gọi là bột ngọt, là một hóa chất có tên gọi là natri glutamate, tên tiếng Tây là monosodium glutamate, viết tắt là MSG. Về mặt bản chất thì nó là một muối natri của acid glutamic. Natri glutamate rất phổ biến trong tự nhiên, bạn có thể tìm thấy chúng trong cà chua hay là phô mai. MSG thì có vị ngọt thịt, umami. Khi được sử dụng trong nấu nướng, MSG có vai trò như là một chất điều vị. Nó làm gia tăng hương vị thịt, mang lại vị ngọt thịt, làm tăng sự ngon miệng. Đó là lý do mì chính là một gia vị phổ biến trong các căn bếp trên toàn thế giới. Wow. Dĩ nhiên, mì chính mà bạn ăn ngày nay thì không được chiết xuất từ cà chua, phô mai hay là các loại thực vật có chứa natri glutamate. Mặc dù thủy phân protein thực vật từng là phương pháp dùng để sản xuất mì chính trong giai đoạn từ năm 1909 đến năm 1962. Nói về nguồn gốc của mì chính, acid glutamic được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1866 bởi nhà hóa học người Đức có tên là Karl Heinrich Rittershausen khi ông đang xử lý gluten lúa mì bằng acid sulfuric. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nhà khoa học người Đức vẫn chưa khám phá ra công dụng thần thánh của nó. Đến năm 1907, tại Đại học Hoàng gia Tokyo ở Nhật Bản, nhà hóa học người Nhật Kikune Ikeda trong lúc ăn tối với gia đình đã nhận thấy rằng nước dùng của món súp trở nên ngon và ngọt một cách lạ thường sau khi thêm vào một chút dòng biển kombu. Từ đó ông bắt đầu nghiên cứu để tìm ra công thức bí mật đằng sau hương vị đặc biệt của nó. Đến năm 1908, ông Ikeda cô lập thành công acid glutamic từ dòng biển kombu và ông đặt tên cho mùi vị mới mẻ đó là umami, có nghĩa là vị mặn dễ chịu. Ông Ikeda nhận thấy vị umami của các loại nước dùng trong ẩm thực Nhật Bản là một vị hoàn toàn mới, bên cạnh bốn vị truyền thống là mặn, ngọt, chua, đắng và chưa được mô tả một cách khoa học. Và để tìm hiểu xem loại glutamate nào đã tạo ra vị ngọt, ông Ikeda đã nghiên cứu đặc tính mùi vị của nhiều loại muối glutamate khác nhau như là canxi, kali, amoni và magie glutamate. Trong số này, chỉ có muối natri glutamate là tạo ra hương vị ngon miệng nhất, đa vậy còn dễ hòa tan và dễ kết tinh nhất. Nhanh trí, ông gọi sản phẩm của mình là monosodium glutamate và nộp ngay một bằng sáng chế để sản xuất bột ngọt. Không lâu sau đó, ông Saburo Suke Suzuki đệ nhị, một thương nhân Nhật Bản, đã mua lại một phần bằng sáng chế nói trên và cùng với ông Ikeda thành lập công ty sản xuất mì chính đầu tiên trên thế giới. Tháng 5 năm 1909, những gói mì chính đầu tiên được bán ra với thương hiệu Ajinomoto. Trong tiếng Nhật, Ajinomoto có nghĩa là bản chất của hương vị. Trong thời kỳ đầu, mì chính được sản xuất bằng phương pháp thủy phân gluten lúa mì và đậu nành. Tuy nhiên, nhu cầu về bột ngọt tăng lên nhanh chóng đã khiến thủy phân protein thực vật không còn đáp ứng kịp. Từ năm 62 đến năm 73 của thế kỷ trước, mì chính được tổng hợp từ agrilonitrin, một hợp chất hữu cơ không màu hoặc màu vàng, dễ bay hơi, có công thức hóa học là CH2CHCN. Kể từ năm 1973 đến nay, bột ngọt được sản xuất chủ yếu thông qua phương pháp lên men vi khuẩn. Về cơ bản thì quá trình lên men vi khuẩn để sản xuất bột ngọt nó cũng tương tự như là quy trình làm giấm hay là sữa chua. Các loại vi khuẩn thuộc chi Carinebacterium được nuôi cấy bằng ammoniac và carbohydrate từ củ cải đường, mía, bột sắn hoặc là mật mía.
Chúng tiết ra các loại axit amin vào môi trường nuôi cấy. Con người tách chiết glutamate để tạo ra mì chính. Cơ bản là như vậy. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA coi việc bổ sung bột ngọt vào thực phẩm là thường được công nhận là an toàn. Bột ngọt trong một khoảng thời gian khá dài từng bị coi là nguyên nhân gây đau đầu và các cảm giác khó chịu sau khi ăn các món ăn được thêm mì chính. Tiến sĩ Robert Holman Quốc vào năm 1968 thậm chí còn sáng tạo ra một khái niệm gọi là hội chứng nhà hàng Trung Quốc Chinese Restaurant Syndrome để mô tả tình trạng này. Tuy nhiên, các triệu chứng của hội chứng nhà hàng Trung Quốc lại có nhiều nét tương đồng với tình trạng tăng natri máu, nghĩa là thứ mà người ta đổ vấy cho mì chính, những cơn đau đầu hay là cảm giác khó chịu sau khi ăn các món ăn có mì chính, rất có thể là do ăn quá nhiều muối dẫn đến ngộ độc. Mặc dù vậy thì không phải không có lý do khiến hàng triệu người trên thế giới lo lắng, nhất là khi bột ngọt được phân loại là một chất gây đau đầu trong bảng phân loại quốc tế về các chứng rối loạn đau đầu ấn bảng lần thứ 3. Theo một tài liệu có tên là Bột ngọt có thực sự gây đau đầu, một đánh giá có hệ thống về các nghiên cứu trên người mà VFX tìm thấy trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các đánh giá về 10 thí nghiệm trên người liên quan đến tỷ lệ đau đầu sau khi sử dụng mì chính. Trong một số thí nghiệm, người tham gia sẽ được phát một trong hai loại thức ăn, trong đó một loại có bỏ mì chính và một loại không. Trong một số thí nghiệm khác, các đối tượng sẽ được cho uống một trong hai loại thuốc, hoặc là chứa mì chính, hoặc là giả dược, tức là thuốc giả không chứa mì chính. Kết quả như sau, trong cả 5 thí nghiệm sử dụng thực phẩm, không có sự khác biệt đáng kể nào về tỷ lệ đau đầu được ghi nhận, ngoại trừ một nhóm nữ trong một thí nghiệm. Trong 5 thí nghiệm sử dụng các viên thuốc chứa mì chính và giả dược, 4 thí nghiệm cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ đau đầu. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng lưu ý rằng, trong rất nhiều thí nghiệm, hàm lượng mì chính trong thực phẩm hoặc các viên thuốc ở mức cao, khoảng trên 2%. Họ cho rằng với nồng độ này, rất nhiều người có thể xác định được đâu là đĩa thức ăn hay là viên thuốc chứa mì chính. Và vì lý do này, kết quả của các thí nghiệm có thể không đáng tin cậy. Nhóm tác giả kết luận rằng cần có các nghiên cứu sâu hơn nữa để có thể kết luận rằng ăn mì chính có gây đau đầu hay là không. Cũng cần phải lưu ý rằng từ đầu video đến giờ, ta đang mặc định rằng việc sử dụng mì chính trong chế biến thực phẩm và việc ăn mì chính được thực hiện theo đúng liều lượng khuyến cáo, thứ mà tớ cá là chả mấy ai quan tâm. Theo healthline.com, lượng hàng ngày chấp nhận được acceptable daily intake đối với bột ngọt là khoảng 30mg trên 1kg cân nặng. Nghĩa là một người nặng 70kg thì mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa khoảng 2100mg, tức là khoảng 2,1g mì chính. Nice. Đến đây thì ta có thể hiểu như này. Nếu lượng mì chính bạn nạp vào cơ thể mà thấp hơn lượng hàng ngày chấp nhận được ấy, thì mì chính theo FDA là an toàn. Okay. Cơ mà các cụ nói rồi, cái gì quá cũng không tốt. Và dĩ nhiên việc bạn ăn quá nhiều mì chính nó cũng vậy. Theo một nghiên cứu có tên là các khía cạnh sinh lý bệnh và động học của bột ngọt mà VFX tìm thấy trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, thì tùy thuộc vào liều lượng, đường dùng và thời gian sử dụng mà ngộ độc mì chính, hiểu nôm na là ăn quá nhiều mì chính trong thời gian dài, có thể gây ra các tác động độc hại đối với sự phát triển của thai nhi, trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn, bao gồm tăng huyết áp, béo phì, rối loạn đường tiêu hóa và suy giảm chức năng của não, các hệ thống thần kinh, sinh sản và nội tiết. Nghĩa là bạn hổ đấu với sư tử thân mến, việc ăn cả bịch mì chính trong một khoảng thời gian ngắn là rất có sao, thậm chí là nguy hiểm chết người nếu như bạn đang nói đến những bịch mì chính có trọng lượng 1 cân. Sau khi bạn cảm thấy chưa thuyết phục thì liều gây chết trung bình LD50 của mì chính trên chuột là từ 15 đến 18 gram trên 1kg cân nặng. Hiểu nôm na ấy thì 1,26 cân mì chính là đủ để giết chết một người nặng 70kg. Điều này thì không có nghĩa là một người nặng 70kg ăn một lúc hết 1,26 cân mì chính thì chắc chắn sẽ tử vong. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Liều gây chết trung bình, median lethal dose, là liều lượng cần thiết của bất kỳ chất nào, thường là của một chất độc, để giết chết một nửa số thành viên của quần thể được thử nghiệm sau một khoảng thời gian cụ thể. Có nghĩa là nếu 10 người nặng 70kg, mỗi người đều ăn 1,26 cân mì chính, thì sẽ có 5 người tử vong vì ngộ độc mì chính.
về chuyện ăn mì chính gây suy giảm trí nhớ. Tính đến thời điểm ngày 5 tháng 8 năm 2022, V-Fact chưa tìm thấy bất cứ nghiên cứu trên người nào cho thấy rằng việc ăn mì chính trực tiếp gây ra suy giảm trí nhớ. Nghĩa là tất cả các bài viết quy kết rằng ăn mì chính gây suy giảm trí nhớ ở người một cách thẳng thắn mà nói, hoặc là một sự giật tít thái quá, hoặc là một sự kết luận chủ quan thiếu căn cứ xác thực. Dĩ nhiên là người ta không xuyên tạc ra điều đó. Đang nói cái gì? Kết luận mì chính gây giảm trí nhớ có lẽ được các tác giả rút ra từ các nghiên cứu về tác động của mì chính lên não bộ và trí nhớ của chuột. Cụ thể hơn, trong một nghiên cứu thực hiện năm 2000, một con chuột bị tiêm mì chính vào cơ thể với liều khoảng 4mg trên 1g khối lượng cơ thể đã cho thấy sự chậm chạp trong một bài kiểm tra vượt chướng ngại vật cũng như một sự giảm cân nhẹ sau đó. Phân tích mô não cũng cho thấy rằng các tế bào thần kinh vùng dưới đồi của nó đã bị tổn thương rõ rệt. Từ những phát hiện này thì nhóm nghiên cứu mới kết luận rằng việc sử dụng mì chính có thể làm giảm khả năng duy trì trí nhớ và làm hỏng các tế bào thần kinh vùng dưới đồi ở chuột trưởng thành. Kết luận này sau đó được một số nhà báo dịch thành ăn mì chính gây suy giảm trí nhớ ở người. Tuy nhiên, ở V-Fact, chúng tớ không làm như vậy. Cần phải lưu ý rằng thí nghiệm bên trên, thứ nhất là được thực hiện trên chuột và không phải thứ gì đúng ở một con chuột thì cũng đúng trên cơ thể người. Và thứ hai, con chuột khốn khổ trong thí nghiệm năm 2000 đã được trích một liều mì chính cao gấp 133 lần liều khuyến cáo ở người, lên tới 4mg trên 1g khối lượng cơ thể, tương đương với 4000mg trên mỗi kg so với liều hàng ngày chấp nhận được chỉ 30mg trên 1kg cân nặng ở người. Để cho bạn dễ hình dung thì nếu như con chuột trong thí nghiệm năm 2000 là một người nặng 70kg thì nó đã được tiêm vào cơ thể khoảng 280g, tức là gần 3 lạng mì chính. Wow! Vậy nên trong khuôn khổ video ngày hôm nay, với những dữ liệu hạn chế tìm được, V-Fact cho rằng vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận rằng việc ăn mì chính trong ngưỡng khuyến cáo có gây suy giảm trí nhớ ở người hay không. Tuy nhiên, như đã trình bày bên trên, việc ăn quá nhiều mì chính có thể gây ngộ độc và gần như chắc chắn sẽ để lại những hậu quả. Anh chị em nhớ ăn mì chính trong giới hạn được khuyến cáo, tránh những nhà hàng, quán ăn sử dụng quá nhiều mì chính trong chế biến để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình nha. Các bạn vừa xem xong phần 55 của bạn hỏi V-Fact trả lời, tất nhiên là được dàn xếp bởi V-Fact. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có thấy thỏa mãn với câu trả lời của chúng tớ không? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để không bỏ qua bất kỳ nội dung nào từ V-Fact. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!